Xin chào mọi người nha, hôm nay mình lên sàn họp cuối tháng nha. Vâng, xin chào mọi người nha. Hôm nay mọi người đã lên nhanh cho em nhá, vì hôm nay định không lên mà hôm nay em tổng xả kho cuối tháng luôn á mọi người nha. Em về em kết thúc bộ luôn là em không có về bộ, một thời gian em lại bắn á, dạ như mọi nha, nên là em kết thúc bộ luôn. Thế nên là mọi người nhanh chóng lên livestream giúp em nhé mọi nha. Lên chóng nha, chín cho em nha. Rồi ok, xem mình làm mình bán luôn. Rồi ok, hôm nay có dạ không có dạ đâu chị yêu ơi. Hôm nay tổng kết bộ xong tháng sau đầu tháng mình bắt đầu mình bán dạ nha. Rồi thì yêu ơi, chết giờ mọi người vào livestream cho em xin một chấm nhé. Mọi người vào livestream cho em xin một chấm nhá. Hôm nay tổng xả kho có cuối tháng luôn mọi nhá. Hôm nay tổng xả kho cuối tháng luôn mọi người nha. Mọi người vào livestream nhanh chóng cho em nhá. Mọi người nha, livestream nhanh chóng cho em nha. Rồi xin chào mọi người nha. Xin chào tình yêu của em, chia sẻ livestream cho em nhá. Rồi ok, em đặt bộ thể thao chị ơi, vẫn đặt được mà. Rồi mọi người ơi, đã vào livestream rồi, mọi người cho em xin một chấm nha. Rồi chào Phương Anh Nguyễn này. Rồi thì Đỗ Hào ơi, chị đặt hôm nào đấy ạ? Hôm qua hôm nào đấy ạ? Rồi chị đặt hôm nào đấy chị ơi? Nếu mà hôm nay thì bên em vẫn chưa phải chốt đơn xong nha. Rồi mọi người ơi, đã vào livestream và nhìn thấy em cho em xin một chấm nha mọi người nha. Cho em xin một chấm, hôm nay rất là đau họng luôn. Hôm nay là cuối tháng mình nên mình xả kho cuối tháng, mọi người giá rất rẻ mọi người nha. Kết thúc bộ luôn mọi người không? Hầu như là kết thúc bộ tháng này để mình tổng kết doanh số luôn mọi người nha, nên là mình sẽ xả kho cuối tháng không có bán. Và bên mình sẽ nghỉ đến đầu tháng mình bán lại nha mọi người nha. Nên hôm nay mọi người vào nhanh chóng cho em nha. Bên em sẽ nghỉ buổi của đầu tháng luôn. Cho em bộ thể thao trắng đi. Ok tình yêu 5 trần. Các tình yêu ơi vào livestream chấm cho em một chấm mọi người ơi. Ok 96 người xem, 100 người xem bắt đầu bán nhá. Em nhìn thấy chị Bích Tuyền bắt đầu xả kho cuối tháng tất cả những cái hàng còn sót lại, hàng tồn hay hàng bị bom này tôi sẽ xả hết cho các chị nha. Hôm nay cuối tháng tiết chồng tổng kết trả xả kho. Chị mua bộ mặc ok, xe cần em bán luôn đấy chị yêu ơi. Rồi ok mọi người chia sẻ lại chị với em nhé. Nào mọi người ơi, bắt đầu xả hàng này, hôm nay là hàng cuối tháng nên là mọi người vào nhanh chóng mua hàng, nhanh mua hàng nhanh chóng, nhanh gọn lẹ mọi nha. Mua hàng phải nhanh gọn và lẹ mọi nha, bắt đầu xả hàng đó chị nha. Chia sẻ lại chị với em nào, chia sẻ live stream cho em nha. Hôm nay xả kho cuối tháng và mọi người mua hàng nhanh gọn lẹ cho em để em chia các chị cuối tháng luôn nha. Cũng là xả kho lớn luôn đấy nhá. Mọi người chia sẻ live stream với Tuyết 2-3 lần trang cá nhân và 10 lần về hội nhóm với Tuyết nha. Nào mọi người ơi, lên cho em 150.000 xem bắt đầu xem lại xả live stream nào. 125 chế đã có mặt ở đây rồi. Chia sẻ live stream cho em để bắt đầu xả hàng luôn nhá mọi người nhá. Rồi. Cảm ơn chị Lê Kim Phụng nha. Rồi hôm nay chị hốt một bộ về mặc tiếp đi chị ơi, tại vì là em sẽ lâu lâu mới về bộ luôn đấy mọi người nha. Rồi đầu tháng em sẽ hẹn mọi người tầm lâu lâu em mới like nữa đấy, vì hôm nay em xả bộ là em đã nghỉ từ giờ cuối tháng tầm phải 4-5 ngày. Bộ em đâu mà em sẽ bán giá rẻ. Bộ của em đâu mà theo hôm nay cũng tri ân cuối tháng luôn đấy mọi người ạ. Thì mọi người chia sẻ nhá, mọi người nhá, chia sẻ 150 người xem bắt đầu xả này. 147 rồi bắt đầu xả rồi nhá, chia sẻ nào. Rồi, mọi người ơi, mọi người chia sẻ livestream giúp em 2-3 lần trang cá nhân và 10 lần về hội nhóm giúp em nhá. Mọi người nhá. 151 rồi chia sẻ đi mọi người ơi, bắt đầu xả này. Tóm lại là hôm nay Tuyết xả kho cuối tháng để Tuyết nghỉ mấy ngày nhá, rất là mệt. Anh nhá, hôm nay là mình không lên đâu, nhưng mà hôm nay mình tổng xả kho cuối tháng, mình tổng hết những cái này cho nó rộng nhà. Mấy cái bộ mình tri ân với chị cuối, hai cái mã bộ cuối tháng bán giá rẻ nhất là trước nay luôn. Thế nên là mọi người nhanh chóng lên livestream giúp em nhá, bắt đầu xả này. Nào bắt đầu xả mọi người nha. Nào xả tất cả, đầu tiên sẽ chia cho nào xả hàng đây. Khách hàng là mọi người chia sẻ là chi mất Tuyết nha. Ok, bắt đầu chia sẻ đi các chị ơi nào. Trời ơi. Rồi chị ơi nha, mọi người chia sẻ là chi cho em nha. Em chẳng biết là con này nó bóc ra xong nó không hiểu sao nó không nhận hàng. Mọi người nhìn thấy chưa ạ? Như thế này mà nó không nhận hàng thì em cũng chịu luôn rồi nhá. Trong khi một ngày rất nhiều khách hàng không nhận được, trong khi nó nhận hàng nữa không thèm. Chắc con này giá của nó là tầm có mỗi chưa đến 200.000 bộ, nhưng chắc là nó muốn mua hàng cao sang hơn đây, nhưng mà em chẳng hiểu thế nào nữa. Ừ nhá, chắc là nó nếu bộ này nó không ưng nữa chắc là nó phải đi mua giấy về mặc rồi mọi người ơi. Và em mong kiếp sau nó sẽ mặc giấy luôn nha. Rồi ok thì yêu này bắt đầu xả hàng nha mọi người, bộ Chanel đẹp như thế này mà mọi người nha. Rồi mọi người ơi, xả luôn không có bán luôn, là hôm nay tổng xả kho bộ với giá cực là rẻ mọi người chia sẻ nha. Hôm nay tổng xả kho một buổi lớn nhất trong năm, một buổi kết thúc doanh thu buổi cuối tháng của em, và em xin cho khách hàng rất là nhiều món quà. Mọi người chia sẻ livestream giúp em nhá, giá cực là rẻ luôn mọi nha. Giá cực là rẻ và chỉ có xả chị nào chia sẻ livestream thôi. Trong lúc em đang nói chuyện như thế này thì mọi người chia sẻ livestream giúp em và comment cho em số nhóm nha. Và mọi người cuối tháng thôi em cũng không tiếc làm gì đâu, em sẽ xả, em sẽ xả tất cả những cái hàng này từ giá của nó tầm 300.000 bộ về, em sẽ xả bằng 1/3 giá bình thường nha. Xả chỉ bằng 1/3 giá bình thường 300.000, hôm nay Tuyết xả có chị là 99k, 1/3 so với giá bình thường của nó. Và chị nào lấy comment cho em mã 1 kèm số chia sẻ này. Mèo mèo không mua được bộ Muma, chị inbox hộ em đi chị, nhà em có nhiều bộ Muma mà. Comment cho em mã 1 là 99k, ví dụ Tuyết bán 300 thì hôm nay Tuyết bán cho chị là 99k 1/3. Và Tuyết đảm bảo là một lần duy nhất Tuyết bán rẻ như này nha mọi nhá. Và cuối tháng rồi tổng kết tất cả những mã rất là rẻ nha, 1/3 của nó thôi. Rồi comment cho em mã 1 kèm số chia sẻ này. Cứ dưới 62 cập nhật vừa bộ Chanel nhìn thấy chưa? Theo luôn đấy chị ơi. Cho em bộ Chanel chị ơi, bộ Chanel này 99k.
Bình thường thuyết bán là 300.000 thì hôm nay thuyết cuối tháng sạc kho thuyết bán 99.000 luôn. Cảm ơn cho em đúng mã cho em nhé. Bộ này bao nhiêu cận mặc được luôn. Các chị hốt về bộ đi vì nó thật là bộ Nhật Tuyết chọn lọc rất là kỹ càng, đẹp tuyết phải bán, không đẹp tuyết không bán, mà nhìn chợ từng đường viền của nó này bo chu rất là đẹp luôn. Mã 1 cho em kèm số lượng chia sẻ 99.000 này. Kèm cho em số lượng chia sẻ nhá. Các chị ơi kèm cho em số lượng chia sẻ, tuyết phải bán cuối tháng rồi không nói nhiều nha. Nói chung phải kèm cho em số lượng chia sẻ đấy ạ. Rồi ok, bắt đầu mã 1 kèm số lượng chia sẻ. Các chị cuối tháng rồi chưa cả tháng nay chưa hốt được bộ nào thì nhanh tay hôm nay vào hốt cho em, vì hôm nay là ngày cuối cùng tuyết giả kho các chị nha. Không có chỗ nào lúc nào mà tuyết xả rẻ hơn, mà tuyết sẽ nghỉ 3-4 ngày cơ. Nhanh tay chốt hàng không nói nhiều cho em nha. Rồi bỏ mã 1 là mã Chanel Care theo này. 99.000 chị nào đấy? Rồi mã 1 Chanel Care của chị nào đấy ạ? À? Em ghim chị nào là chị đấy được nha mọi người nha, vì hàng quá hàng nó ít mà các chị quá nhiều mọi người nha, em ghim nha. Ok chị nào đây em đọc lên đi. Chị Lâm Tùng này. Ok chị Lâm Tùng này. Ok chị Lâm Tùng bao nhiêu nhóm đây em? 50 nhóm. Ok chị Lâm Tùng 50 nhóm ghim hẳn nói nhanh lên. Ok chị Lâm Tùng bên kia một chị nữa. Lâm Tùng 50 nhóm này. Một bộ này. Mã 1 Lâm Tùng. Ok chị An Nhiên một nhóm 45 nhóm đi, các chị comment nhiều đi, với lúc tuyết chốt hàng tuyết nhìn thấy ai comment là tuyết hiện lên là tuyết chốt đây rồi nha. Ok chị An Nhiên 40 nhóm này. Ok nha, hai máy một bộ của chị Lâm Tùng, một bộ chị An Nhiên, rồi tiếp tục bộ Gucci này, toàn bộ biết sale giá của nó chỉ một nửa thôi, là bộ Gucci này chị ơi, Gucci quá đẹp luôn. Ui bộ này á. Bộ này thì em nói thật, bộ này là quá trẻ trung, bộ này hợp với chị nào mà kiểu mà nói chung là giá của nó cực tốt nhá. Rồi mã 2 kèm số lượng chia sẻ cho em này. 99.000 cho các chị luôn nha, mã 2 các chị nha. Nào chị nào cả tháng nay chưa săn được bộ nào thì hôm nay nhất định phải săn được nha. Rồi ok mã 2 các chị nhớ chưa, áo đẹp chưa này. Riêng các chị mua cái áo bomber này đã tầm 300.000 tôi đảm bảo luôn. Rồi mã 2 cho em là bộ Gucci, nãy là bộ Chanel nha. Kèm cho Tuyết số lượng chia sẻ, kèm mã kèm số lượng chia sẻ cho Tuyết nha. Phải kèm mã kèm số lượng chia sẻ nha mọi người nha. Rồi mã 2 các chị ơi, mã 2 là Gucci này, trời ơi nó xuất sắc lắm luôn. Bộ này em về thêm nhá mọi người ơi, chắc là mấy nữa em về thêm. Rồi bộ 3 nha, bộ này không có bán, bộ này đẹp lắm, nó không sản xuất nữa vì sao bộ này là đắt lắm. Bộ này là hầu như không sản xuất nữa, bộ này hôm đấy là em lấy được cái bộ này là quá đắt luôn, họ không sản xuất nữa mọi người nha. Bộ này là may bán cho mình rẻ quá, nó không sản xuất nữa. Rồi mã 2 kèm số lượng chia sẻ này, 99.000. Mã 2 kèm số lượng chia sẻ giùm em ạ. Nào mã 2 là mã Gucci viền đỏ, viền đỏ nha, 99.000 các chị nhớ chưa? Đây là viền bao gấu nên rất là đẹp luôn. Đẹp tuyệt vời luôn. Mã 2 mã kèm 2. Số nhóm chia sẻ các chị yêu ơi. Đây nha, huy hiệu Gucci này, rất là đẹp luôn. Mã 2 kèm số nhóm chia sẻ nha, các chị tương tác nhiều vào nha. Rồi chốt đi em. Rồi mã 2 của chị nào đấy ạ? Các chị ơi kèm số nhóm chia sẻ nào. Mã 2 là tuyết chốt nha mọi người nha, kèm số lượng chia sẻ đi các chị ơi, một bộ này chỉ có 99.000. Bình thường tuyết bán là giá 300.000 thì hôm nay tuyết thì xả các chị là 99.000 bộ thôi nhá. Cuối tháng rồi không nói nhiều nha mọi người chưa? Huy hiệu logo này hàng Gucci nha. Rồi mà cô chị em ghim em ơi. Cô chị hạt cát 60 nhóm này. Ok chị hạt cát 60 nhóm một chị nữa đi. Không ok chị yêu hạt cát này. Không cần chia sẻ nhiều quá đâu, nhưng mà em ưu tiên chị nào mà tương tác nhiều chia sẻ nhiều thì nó hiện lên thôi các chị nhá. Chứ còn các chị chia sẻ ít em sợ nó không hiện lên các chị nhá. Các chị cứ chia sẻ nhiều vào nha, tiếp tục đi các chị ơi. Rồi ok cho Tâm Trần 60 nhóm luôn này. Ok Tâm Trần là chúc được ạ. Là chúc được một bộ 99.000 đấy. Lần này là ưu tiên chị bộ. Rồi ok chị Tâm Trần đây. Lần trước cũng được một bộ 99.000 này. Ok chị này. Ok nhá. Lần này cũng chia sẻ nhiều này. Mọi người chia sẻ nhiều đi. Bây giờ em sẽ ưu tiên chị nào chưa được bao giờ các chị nha. Bây giờ em sẽ ưu tiên chị nào chưa được bao giờ nhá. Chị nào chưa được bao giờ comment vào đây giúp em. Chị nào chưa được bao giờ comment vào đây cho em bộ FF này. Bộ ong đi này. Ở đây có một bộ ong này. Bộ chia sẻ nhiệt tình lên các chị ơi, và nhớ là theo ấn thích theo fanpage giúp em nào. Nhớ phải thích theo giúp em nha. Rồi bộ ong theo chị ơi, ong theo này 99.000, bộ ong chắc em bộ ong theo một bộ duy nhất nha, 99.000. Bộ ong theo cho em chắc em bộ ong theo này. Bộ ong của em comment hộ bao kèm số nhóm chia sẻ. Bộ ong kèm số nhóm sẻ cho em. Rồi mọi người không phải comment cho em mã làm gì, comment cho em số nhóm em ghi bừa lên nhá. Lấy bộ nào thì lấy, vì bình thường tuyết bán 300.000, hôm nay tuyết bán 99.000 thì lấy bộ nào cũng được nha, bộ nào cũng đẹp. Tuyết tuyển chọn được bộ nào cũng đẹp luôn. Nào nhanh tay bộ ong cho em nào. Comment cho em số nhóm chứ không phải comment cho em mã làm gì lâu lắm. Nào bộ ong kèm số nhóm các chị chia sẻ rồi mấy em các chị ơi nha. Nào bộ ong đi. Bộ ong của chị nào đây? Bộ ong của chị nào đấy các chị yêu ơi, comment cho em số nhóm chia không sẻ. Không chọn đâu, bộ nào tiết chọn tiết bán cũng đẹp luôn, hôm nay tiết giảm bằng 1/3 giá thôi. Nó chốt cho em bộ ong. À chốt cho em, chỉ cần comment cho em số nhóm các chị đã chia sẻ thôi nha mọi người nhá. Nhớ phải like video livestream mà theo dõi giúp Tuyết nhá, không phải chọn đâu. Bộ nào cũng đẹp, bán 99.000 thì mày lấy bộ nào cũng được mà. Đúng không mọi người? Nào xả tiếp nào, bộ ong của chị nào. Ok chị Ninh Giang 45 nhóm này. Ok chị Ninh Giang là bộ này. Rồi ok cho chị lạ cơn gió 50 nhóm. Lạ okay cơn gió 50 nhóm, ok chị yêu lạ cơn gió hôm này. Người ta xả, người ta bán 300 okay. Thì hôm nay mình xả 99.000 thì bộ chia sẻ nhiệt tình lên, các chị em xả hết một bao này, các chị ơi rất là nhiều luôn. Bao luôn nhá, thì hôm nay bao này. Bộ nào cũng được, có chọn làm gì rồi. Nào tiếp tục, cứ comment cho em số nhóm chia sẻ, không phải chốt mã đẹp chưa. Nào tiếp tục bộ Chanel nào. Trời ơi đẹp không? Nhìn em thấy chị nào comment này. Nhiều em ghim chị đấy nha. Tiền này là comment rất nhiều, rất là đẹp nha. Em cứ thấy chị nào ghim lên số mai nhớ nhiều. Alo số riêng em cứ nhìn thấy chị nào comment nhiều, xong tương tác nhiều sẽ em sẽ ghim nhé. Cứ comment cho em nhớ ấn thích sang best shop em nha. Cứ comment cho em số nhóm chia sẻ nha. Rồi bộ Chanel này. Đấy. 99.000 luôn. Chị nào comment nhiều số nhóm chia sẻ cho chị đấy. Rồi chị nào chưa được bao giờ comment nhiều vào đây. Bộ nào cũng đẹp, không phải chọn bộ nhá. Bộ nào cũng đẹp cho em nha, không phải chọn. Đây nhìn thấy chợ hàng này Quảng Châu có cấp luôn này. 99.300.000 rồi đẹp hết trời. 1/3 thôi, mình nhìn thấy cái đường viền của nó đấy, hôm nay xả 1/3 thôi nha. Mọi người nhớ phải theo dõi em nhé, và like theo dõi em. Rồi bộ này của chị nào đấy? Cô chị bộ này của chị nào đây?
Rồi ok chị Băng Băng comment nhiều bảy mới nhón. Ok chị Băng Băng luôn này. Trời ơi ghim liên tục quá chị ơi. Shop em ghim liên tục luôn. Nào đẹp chị quá. Chị nào comment nhiều ghi chị đấy. Ok chị Minh Thu hôm này. Hôm nay là tri ân cuối tháng mọi người chia sẻ mạnh lên. Mọi người chọn bộ này quá đẹp luôn, có mát còn được. Nói chung là rất là chuẩn luôn, hàng quá chuẩn luôn. Mọi người 99.000 thôi, bình thường bán 300 hôm nay bán có 99.000 thôi. Chia sẻ chia sẻ họ em thật là nhiệt tình lên các chị ơi. Nào chia sẻ nhiệt tình cho mọi người bỏ ra. Rồi ok tiếp tục nha. Nào chia sẻ đi mọi người nha. Còn rất là nhiều các chị yêu ơi. Em sẽ chọn những bộ mà à bộ FF hay một bộ đơn bộ đơn. Nào ok là bộ FF nào. Ôi nhưng không nó. Nào bộ FF cho nào. Bộ FF này em xả chị 50.000 cho em bộ FF này, 50k. Trời ơi cái bộ này nhung cao cấp lắm chứ. Đẹp mà. Nào bộ nhung FF vào 50.000 cho em bộ nhung FF, mọi người chia sẻ đi. 1.100 người xem rồi, nhớ phải theo dõi rồi bộ FF này. Cứ dưới 62k mà vừa cho em 50.000 cho em bộ FF 50.000 này. 50.000 chị nào đây? Bộ nào cho em bộ FF 50k. Bộ FF nhung cao cấp 50k luôn, chị nào chia sẻ giùm em luôn các chị. Nào, chia sẻ hộ em đi ạ. FF 50k dành cho chị nào chia sẻ nhiều comment, comment nhiều vào đây. Comment nhiều đây cho em một chốt đơn. Em không em có nhìn thấy em lúc em mắt em ngước lên em nhìn thấy chị nào comment nhiều là em sẽ chốt. Thì lần Châu không chốt cho chị nha. Hiền Châu lần trước tặng 99k đòi xem hàng chị hủy rồi nhá. Hiền Châu đang ngoài đang hoàn về này. Đang bị hoàn về đơn Hiền Châu rồi còn vào đây chốt làm gì nữa? 99.000 lại còn đấy. 99.000 lại còn đòi xem hàng. Rồi ok Lam Ngân 100 nhóm inbox hình rồi ok. Bình thường chị vẫn cho Lam Ngân. Bình thường chị vẫn cho khách xem hàng nhưng mà đối với em thì chị cho 99.000 là chị không cho xem hàng nha. Chị hoàn. Em còn đòi hỏi luôn chị còn hoàn. Em mình hoàn mấy luôn không tiếc gì tiền ship đâu. Không tiếc gì của em luôn, em mà lấy comment không chị nha. Ngày nào mà lấy comment luôn, ngày nào mà comment. 99.000 còn đòi hỏi xem hàng nữa lắm chuyện lắm luôn. Nào bộ hổ có chơi bộ hổ này. Đi hâm mấy sao hôm nay đâu của em cho hoàn về luôn. Nào hôm nay vừa hoàn về xong bộ hổ này khóa đầu mua cấp người chưa? Hổ ổ này. Đẹp quá. 99.000 luôn. 99.000 nào. Cho em bộ hổ hai bộ luôn 99k cho hai chị. Ok Lam Ngân ơi, mai bên em sẽ check hết quà nha chị nha. 99.000 300.000 bán 99.000 còn đòi xem hàng. Sao nghĩ sao vậy? Xong bên em mà chốt hàng. Nào, bình thường khách mua hàng xem hàng bình thường nhưng mà đối với những thể loại mà mọi người được quà tặng rồi còn đòi xem hàng nữa thì lệ luôn. Nào bộ hổ luôn với chị yêu ạ. Luôn. Bộ hổ. Rồi ok chị Trang Nguyễn 70 nhóm lại em liên tục. Bộ hổ cho hai chị luôn. Hôm nay sẽ ghim banh khác luôn. Nào chị bên này nữa bộ hổ chưa? Rồi chưa chị chưa. Hai bộ đấy. Ok, hai bộ hai chị ghim lên đi em. Rồi ok, hổ 99.000 của ai đây ạ? Của ai đây các chị yêu ơi? Ok, Quyên Lâm 65 nhóm này. Ok, Quyên Lâm, chị nào comment nhiều em ghim chị đấy luôn mà em không có ưu tiên ai nha. Chị nào comment nhiều em nào, tiếp tục chị đấy. Chia sẻ đi nha. Chị nào comment nhiều em ghim chị đấy. Chia sẻ theo dõi đi ạ. Nhớ phải theo dõi nha, bộ là cái hàng đắt nhất rồi nha. Rất là đắt đây, bộ này mà, cái cốc bóc này mà. Đây này, bộ ống này mà. Hai gói này. Rồi tiếp tục nha mọi nha. Một bao luôn đấy, một bao luôn ấy mọi người ơi. Hàng bao giờ thì xong. Xả thì xả rõ đẻ luôn. Các chị chia sẻ và theo dõi shop em đi ạ. Và ấn thích video live stream đi ạ. Nào siêu phẩm bộ nhũ chị ơi. Nào ở đâu mà đẹp này trời. Nào bộ nhũ nha, bộ nhũ này, đẹp tuyệt vời luôn. 400.000 nữa chị ạ. Nào bộ này 400.000 đây mọi người ơi, xả xuống 99.000. Bộ nhũ này của chị nào đây? Chia sẻ thật là nhiệt tình và ấn theo dõi shop em đi ạ. Bộ nhũ mận nha mọi nha, màu mận rất là sang chảnh luôn. Em bán không biết bao luôn, không có đủ luôn mà thế mà con về mình chưa bộ nhũ này, đẹp chưa? 99k bộ nhũ cho em. Nào bộ nhũ chị nào nhanh bộ tay nhũ 99k giùm em đi các chị yêu ơi. Comment hộ em vào nhiều vào đây nào. 99k luôn. Hôm nay xả banh xác một bao này luôn. Đẹp như này mọi người nhìn chưa? Trời ơi đẹp xuất sắc luôn. Thế mà. Cái bàn gì nhỉ? Chị Mỹ Trinh comment nhiều. Ok chị Mỹ Trinh này. Bộ nhũ này 99k các chị luôn. Nào chia sẻ và theo dõi 959 bên này 1.000 mọi người nhớ phải theo dõi nha. Nào chị nào đây? Một chị nữa nào. Hai chị đi nào. Ok chị Mỹ Trinh này. Ok chị Mỹ Trinh comment rất này. Là nhiều này. Một chị nữa. Nào hôm nay cuối tháng phải tiếp đâu chia sẻ mạnh lên. Chị ok đi Trần chia sẻ 50 nhóm này. Ok là hai chị hai máy luôn, cứ ghim hai máy còn em là bảo chị luôn, em chưa có shop nào bán nhiều cho em nha. Một em nói là các chị luôn comment chưa có shop nào xả nhiều hàng cho khách hàng như shop em. Các chị cứ chia sẻ không phải tiếc làm gì và comment cho em số nhóm nha. Rồi bộ ông trắng đẹp chưa? Nào cho em cho. Rồi shop em bộ ông trắng nào, ông trắng này, nó cho em mã ông trắng cho em nào. Mã ông trắng cho em nào. Việt đẹp chưa? Trời ơi nào ông trắng nào. Nào chị phải theo dõi nha, phải theo dõi em thì mới không biết được tác rồi nha. Một mọi người ơi, hai mọi người phải theo dõi em rồi nhá, phải theo dõi em nha. Ok chưa? Ông trắng nào. Ông trắng cho em. Nào mọi người nhìn đường may của nó đẹp không? Mọi người chưa? Đường may của nó đẹp không? Ông trắng cho em là 99k. Các chị yên tâm không có shop nào chơi đẹp đẹp như shop em nha mọi nhá. Em ghim quá nhiều luôn, có hai máy liên tục à? Mệt quá. Hai máy em cứ liên tục luôn, mệt cực kỳ luôn nào. Ông trắng chị nào đây? Ông trắng của chị nào đây ạ? Chị Trang Nguyễn này có cái hình lên đấy. Ok, đấy Trang Nguyễn bộ này. Ôi trời ơi mệt quá các chị ơi. Giá hàng bọ mệt. Ok, Trang Nguyễn bộ này. Nào chia sẻ đi các chị nha, chia sẻ đi ạ. Chia sẻ cho shop em đi ạ. Nào hôm nay chị cuối tháng cũng được rồi mà. Ho luôn.
Ok, Bùi Thị Trâm 100 nhóm này. Ok, ghim nhóm. Ok, mọi người ơi, chương trình của mình có một bộ thì không xả nhiều làm gì, nhưng mà xả cho tất cả mọi người thì vui hơn, đúng không ạ? Và hôm nay thì em cũng xả cho mọi người một siêu phẩm. Hôm nay cũng nhạc cuối tháng rồi. Bộ này em bắt từng bán lọc hết, em sẽ gọi em điện. Đến cả bán đến cả 1.000 bộ mà không hề trả luôn. Và bộ này là em quyết định là hôm nay nhập về chân các chị một giá rẻ hơn cuối tháng nha. Rồi, bộ của em đang mặc trên người là cái bộ hot của năm nay nha. Bộ của nó là bộ FF cho em nhá, nhớ chưa? Đấy. Nào. Bộ của em trên người mặc là bộ FF và hôm nay cuối tháng em sẽ hạ giá cho các chị luôn. Và em sẽ gặp 1.000 bộ và em hạ giá và cuối cùng là em chiên các chị luôn. Bộ là FF, bộ của em tên là FF và hôm nay em xả giá từ là giá là 450.000 bộ. Và em xả xuống cho tất cả chị đang xem và live stream ở đây. Từ giá là 450.000 em xả xuống còn 179k một bộ luôn. 179.000 bộ chiên khách hàng cuối tháng không lãi lời vì luôn. Vì giá của nó là 450.000 và hôm nay duy nhất ngày hôm nay sẽ xả xuống 179k cả bộ luôn mọi người ơi. 179k cả quần áo 1 năm có một lần duy nhất, hàng cao cấp Umi luôn, mọi người nhớ chưa? Rất là sang luôn. Bộ này em nói thật, bộ này đầu tháng em bán thôi nhưng mà không có hạn đủ hàng để bán. Hôm nay em nhập đặt riêng xưởng về thêm cuối tháng chiên thôi ạ. Còn đầu tháng em bán đắt lắm luôn. Còn B1 có giá là 179.000. B1 nhớ chưa? B1 viền FF theo luôn, hàng chuẩn Umi cao cấp loại 1 luôn nha mọi người. Hàng chuẩn Umi cao cấp loại 1 và tuyết không bán ra cá luôn. Tuyết sale cuối tháng chiên là 450k cả bộ. Hôm nay sale còn 179.000, trời ơi, chưa đến 200.000 bộ các chị thấy ạ. Mà Tuyết cam kết không có chị nào nhận và chê bộ nó chất liệu Umi cao cấp 100% nha. 179, 450, sale 179. Chị nào đặt hàng để lại cho em chuẩn của phát B1 kèm màu kèm số ngoại. Đây là lần cuối cùng Tuyết bán bộ này luôn nhá. Lần cuối cùng Tuyết bán bộ này. Và tháng sau em sẽ qua phao không có bán bộ rồi nhá. Nhanh tay giúp em kiếm một bộ hot cho em để mặc đi ạ. Rồi B1 cho em chị ơi, B1 này. B1 kèm màu kèm số ngoại cho em nhá. Rồi các chị ơi, B1 kèm màu kèm số điện thoại, bên em lên đơn thành công nha các chị nha. Giá là 490.000, sale xuống chỉ còn 179.000 cả bộ thôi ạ. Chất liệu Umi cao cấp rất là xịn luôn. Bộ này em cuối tháng chị ơi, bộ luôn nhá. Mọi người nhìn thấy chưa? Em từng bán bộ này mấy nghìn bộ, bên này không có đủ hàng để bán. Hôm nay bật thêm về xưởng về thêm các chị ơi nha, ở Quảng Châu nha các chị ơi. 179.000 cả bộ, comment hỏi em mã B1 kèm màu kèm số điện thoại nha các chị nha. Có form cân nặng từ 38 đến 62 kg các chị mặc vừa. Nào B1 kèm màu kèm số điện thoại cho em. B1 kèm màu kèm số điện thoại cho em các chị ơi nha. Rất là rẻ luôn các chị ơi, 179.000 bộ. Bình thường bộ cốt tông da cá người ta đã bán đến một mấy trăm nghìn rồi, hơn 200.000 rồi. Thế mà lên bên shop bên em hôm nay. Nào B1 cho em chị ơi, B1 nào chị ơi, B1 kèm màu 60 cân, có form cân nặng từ 38 đến 60 cân thôi. Chỉ áp dụng chị nào chia sẻ chị mọi người nhìn gần chất này. Cái màu đỏ rất là đẹp luôn nha. Rồi ok chị Phạm Nga màu đỏ, rồi ok màu một trắng đen, ok B1 cho em chị ơi, quá đẹp. Ok Nhung Phạm này, ok Phương Anh. Rồi số lượng về chỉ còn mỗi màu 30 bộ thôi, nên là nhanh chóng ai để lại số điện thoại trước, người đấy được hàng trước chị nha. Ok Duyên Khôi, ok Bích Thủy, mùa này mà không có bộ này mặc rất là luôn. Bộ này của em mặc là bộ B1 chất liệu Umi cao cấp, có form cân nặng 38 đến 60 cân mặc vừa nhá. Okay, 38 đến 60 cân. Ok Như Trần. Chị lại để cho em okay, B1 kèm màu đỏ, màu trắng, màu đen. Giá là 450 bên tiếp theo xuống 179.000 cả áo cả quần luôn. Tất okay, cả Trần là okay, bộ quần đen, áo trắng quần đen, áo đen quần đen và áo đỏ có sai quần đen nhá. Có size 38 đến 60 cân nhá. Rồi chốt cho em B1 kèm màu, có máy tính chốt đơn nha. Ok Phượng Bi, ok Tường Giao, ok Dung Dung, ok Dung Trần này. Bên em có máy tính chốt đơn các chị ơi, không đọc được hết tên đâu ạ. Ok Hường Mắm, ok Sương Sương. Các chị cứ lên mã B1 kèm số điện thoại kèm màu là bên sẽ gọi lại tư vấn cân nặng chiều cao vào ngày mai các chị ơi nha. Rồi ok chị Quỳnh, ok chị Nhung Trần này. Rồi ok chị Quý Vũ này, rất là đẹp các chị ơi. Quá là ok Bùi Thị Trâm. Mà chưa đến 200.000 cả bộ, chị thấy rẻ không ạ? Chưa đến 200.000 okay, cả bộ luôn. Nhanh okay, tay đặt hàng đi, lần cuối các chị nào đang ưng cái bạn hàng từ đầu tháng rồi mà chưa mua nổi thì hôm nay tiếp theo buổi cuối cùng tiếp chị Ân thì các chị nhanh tay đặt hàng nhá. Vì đảm bảo là chị sẽ không về thêm đâu nha. B1 này. Trời ơi có sức sắc. Ok Phạm Hiền, ok Nguyễn Văn Hân này. Viền này quá đẹp luôn, 179.000 thôi. Ok Hà Thị Mỹ Hảo này. Có mất ship 25-30.000, 179 không mất ship, còn bên em ăn cá mà. Đã không lãi mấy rồi. Ok Bích Tuyền này, ok Như Trần. Mỗi màu chỉ về 30 bộ thôi, nhanh chóng các chị thích hàng thì nhanh để lại số điện thoại. Rồi, các chị chỉ cần này là có hàng nhưng mà nha, em sẽ đặt số lượng lớn và em để các chị cho luôn. Rồi B1 kèm màu đen này. Ok My Smell này. B1 kèm màu trắng, màu nào sẽ mặc từng màu ạ. Ok Thiệp Thanh Nguyễn này. Và em sẽ thử từng màu một. Ok Nguyễn Thành Thành, ok Thảo Tóc. Chị nào thích màu gì Quỳnh Hương 7 kèm số ạ. Đây mọi người khóa màu vàng rất đẹp này. Đấy mọi người có 179.000 thôi mọi nhá. B1 cho em. Hôm nay em nhận được hàng màu chất đẹp lắm. Cảm ơn chị Phương Bích nhá. Rồi các chị yên tâm, hàng nhà em chỉ có chuẩn thôi. Ok Lucky Nguyễn này. Ok Ninh Phan trắng này. Rồi chị nào gầy gầy thì lấy trắng đỏ, chị nào đậm người lấy màu đen chúng em nha các chị nha. Ok Phạm Thanh Huyền này. Rồi ok đúng rồi, được ghi là được mua bộ. Ok Bùi Thị Ngọc Huyền này. Rồi rất là rẻ luôn các chị ơi. Ok Phùng Trang này. 179.000 cả bộ, em không có lãi nhiều đâu chị ơi. Ơi quần của nó quần bó gấu này. 110.000 thôi.
Ê mọi người này, em chỉ lấy tông các chị 5.000 một bộ. Hôm nay cuối tháng rồi mọi người nha. Chứ lần trước em bán cho chị là 189 thì em lãi cho chị 15.000 một bộ. Hôm nay cuối tháng rồi thì em rất là buồn, em bán giá này với chị Ân với chị thôi. Giá rồi. Của nó là chỉ có 179.000 cả bộ thôi. Chị nào chưa theo dõi em thì nhanh theo dõi mà Tuyết cam kết okay, hãy, hãy đặt điểm tin giúp em một lần đi ạ, vì cái bộ này sẽ không có chỗ nào bán đẹp hơn chỗ em đâu ạ mọi người. Về quá sang cho ảnh luôn mà nhìn chưa? Bên em không có đi ship đâu, số lượng ship tiền ship thì từ 25 đến 35.000 các chị nha. Mặc cái mùa này mọi người ra đường mọi người chỉ mặc cái bộ này là hợp lý rồi. Bây giờ mặc màu đen nhá, màu đỏ. Rồi chị nào thích thì lên 1B, một kèm số điện thoại kèm màu là bên em có máy tính lên đơn thành công. Mai bên em chỉ gọi lại để chốt đơn thôi các chị nha, không phải lo đâu ạ. Không rồi, phải ok Quỳnh không phải lên nhá. Số. Có máy tính chốt đơn không phải đọc tên đâu, chỉ cần các chị để lại cho em một kèm màu đen, màu trắng, màu đỏ là có máy tính chốt đơn. Mà em hứa là hôm nay đủ tất cả số lượng cho các chị luôn, nhưng mà cũng riêng là chị nào đặt trước thì được sớm hơn và nhà đặt sau nhỡ may okay, hàng thì mọi này. Người okay, đừng suy nghĩ đâu, hãy okay, đặt anh trước Ngọc Trần. Em nhá. Rồi các chị ơi, thì không cần đọc tên đâu, chị Bùi Ánh Tuyết nhá, bên em có máy tính lên đơn hết đấy ạ. Ok Lan Nguyễn này. Rồi các chị ơi, phí ship tầm 25 đến 35 nghìn tùy số lượng các chị lấy nhá, 2 đến 3 bộ. Quá đẹp chưa mọi người ơi, Viền Thêu này. Okay, có mỗi 179.000 bộ xả kho cuối tháng. Ok Ngọc Diệp. Các chị nhanh tay giúp em. Có số từ 38 đến 62 ký các chị nhá. Ok An Khánh này. Rồi B1 kèm số điện thoại kèm màu giúp em, xem là bên lên thành công các chị nhá. Ok Hồ Yên, ok Nguyễn Nương. Rồi ok Gấu này, ok Phạm Hồng Nhung, ok em Văn Thái này. Màu đen nhá. Trời ơi, cái màu nào cũng đẹp các chị ạ. Đấy có 179.000 hôm nay tổng xả kho cuối tháng mà không hót đi. Một cái bộ Umi đẹp như này. Ok Tô Hoài này. Màu đen các chị ơi. Ủa, sao thế? Nó lại xuất sắc như này, không ai nghĩ có 179.000 đã bỏ ra một cái bộ. Comment một lần này. Giúp em xem em thôi các chị nhá. Em livestream là em livestream hàng thật, giá thật, các chị nhận hàng chỉ có fail fail, không phải là bán ảo nha. Ok Nam Trần, ok Hoan Đinh. Quá là đẹp luôn, 179.000 các chị nhá. 179.000 cả bộ luôn các chị ơi, không lãi lời gì nhiều đâu, 5k một bộ thôi các chị nhá, cuối tháng xả lấy công trời thôi. Trời ơi, cái okay, trời. Ok Hồng Nhung. Ôi cái màu đen. Ok Trần Tươi. Cái màu đen đẹp okay, xuất sắc. Ok Nguyễn Dung, ok Hà Đặng. Trời ơi nhìn mọi người ơi này, đấy. Nổi viền lắm luôn. Mọi người viền này, đẹp chưa? Trời ơi, 179.000 okay, nhanh tay nhặt okay, mã này là mã B1 cho em nhé, quần hút chun, chị làm bụng to hút chun vào cho em, bụng bé đây mọi người. Ok, Mỹ Hồng này, ok thế nào cho cũng được này. Cho mọi người B1 nhá, màu đen này, okay, em sẽ làm này. Tất cả các màu. Lên đơn thành công là comment đúng cú pháp B1 kèm số thoại kèm màu có chịu nha. Bên em có máy tính lên đơn thành công không có đọc tên nhiều đâu ạ. Rồi ok Hoàng Vi, bên em thấy hết đấy các chị ơi, không phải là thấy các em không đừng thấy em đâu ạ. Các chị suy nghĩ là sẽ add hàng nhá, suy nghĩ. Ok Quỳnh Thơm, ok Vân Anh. Thông thái mua hàng, thông thái thôi, 179.000. Mua cái giời này, mua vào cái mùa thu này là quá chuẩn xịn luôn nha, đi ra đường rồi. Chỉ mặc cái bộ này thôi. Rồi chất Umi cao cấp này, đanh mịn này, không bay không xù các chị nha. Không phải hàng da cá đâu, nhiều chị cứ bảo em ơi không phải là hàng của em hàng da cá không, hàng da cá chị không lấy đâu. Bên em đã quảng cáo luôn chất Umi đanh mịn là chất Umi đanh mịn nha các chị ơi nha. Không có một quảng cáo hai lời đâu các chị ơi. Nhanh chóng mà đẹp, chất của nó là cao cấp ấy, không bay không xù đâu, quay bên đây lại. Nào B1 cho em kèm màu đen, màu trắng, màu đỏ cho em, giá là 450.000. Em sale xuống 189.000. Có ba màu, màu trắng, màu đỏ, màu đen. Các chị đặt hàng này cho em B1 kèm màu đen, màu đỏ, màu trắng, Tuyết cam kết luôn các chị nha. Tất cả những shop khác bán đắt hơn shop em, nói chung là toàn là chất tướng của em thôi mọi người nha. Có khi da cá còn bán đắt hơn shop em ấy mọi người nha. Da cá còn bán đắt đến cả 200 nghìn một bộ. Mà Tuyết nhập Umi cao cấp lại một Quảng Châu như này, mà Tuyết bán với chị có 179.000. Chị biết là nhà Tuyết bán rẻ như nào thì nhanh tay cho em một niềm cơ hội, một niềm tin cuối tháng và đặt vào mua hàng shop em đi ạ. Em đảm bảo chị sẽ không bao giờ hối hận luôn nha. 179.000 sẽ mang đến một cái bộ quá đẹp cho các chị luôn nha. Đây. Rồi ok các chị yêu nha, phải lên số nha các chị ơi. Bích Thủy ok, chị yêu lên lại số nào. Ok Mai Mai này, ok Bin Bi này, ok Sưởng Mai Hải Đăng này, Thiết Nguyễn phải có số nào chị ơi. Ok Thanh Đào này, ok Huyền Vũ này. B1 kèm số điện thoại kèm màu giùm em nha. Chị nào mà chưa theo dõi Tuyết thì nhanh tay theo dõi giúp em các chị ơi, chưa theo dõi. Ok Tuyết, Nguyễn Phương này, ok Bảo Ngọc này. Rồi rất là đẹp luôn, chị nào không mua một bộ em mặc là nhớ like video livestream giúp em các chị nha. Ok Nga Nguyễn, ok Thanh Hằng ạ. Chị Nhi Lê bên em không có đọc tên nhiều đâu. Bên em có máy tính lên thành công. Ok Su Chu này. Trời ơi, quần làm sao mà bị ngắn nó có sai mà chị. Ok Hào Huyền, ok Nguyễn Thị Huyền, ok Trang Quỳnh nha. Em đang sắn quần xuống đây, em mà lùn nha. Bà có sai mà, các chị mặc size L nó còn rộng, còn vén lên ok đi. Thanh Hằng này. Ok nhìn thấy chưa, em okay, chẳng nói em mặc trùng em 1.5 m em phải sắn lên đấy các chị nha. Trùng làm sao mà ngắn được. Chị Hạnh Bùi á, chị gửi lâu rồi mà sao vẫn chưa nhận được nhở. Để em sẽ tra đơn lại nha. Ok Trang Nguyễn này, ok. Nào B1 cho em. Ok chị Thuế mua mấy bộ rủ bạn bè về mặc đi các chị nhỉ, chợ Viền quá đẹp luôn. Các chị ơi rủ bạn bè về mặc đi các chị nha. Quá đẹp luôn. 179.000 cả bộ luôn. Mua một bộ cũng 25 đến 30.000 ship, mua hai bộ là 30.000 ship. Đấy. Mua hai bộ đi. Sao không mua hai bộ ạ? Mua hai bộ về mặc rủ bạn bè người thân mua đi các chị, đảm bảo không hối hận luôn. B1 nha chị Hạnh Bùi, mai em sẽ kiểm tra chị nhá. Em nhớ là con này nó gửi lâu đến nó suốt ngày nó bảo gửi chị rồi mới cứ ngồi các chị cứ hỏi. Nào B1 cho em, cho có tra đơn chị đi không hàng hàng bé đấy. Rồi B1 cho em. Ok Kiều Ngoan, ok Ngọc Phạm Ngọc này. Rồi ok các chị ơi, phải lên mã B1, đúng mã B1 kèm số điện thoại kèm màu các chị nhá. Và bộ FF Fendi cực kỳ hot trên thị trường này đấy ạ. Ok Hà Phan, ok Cẩm Hưng, ok Quý Hòa, ok Hải Đào. Bên em sẽ có máy tính lên đơn thành công nếu mà các chị được comment đúng cú pháp là B1 kèm số điện thoại kèm màu các chị nhá. Rồi ok Ly Nguyễn Đen Đỏ, mua hai bộ về cho đỡ phí ship đi, vì một bộ cũng 25 đến 30.000 ship, hai bộ cũng 30.000 ship, tại vì không mua thủ bạn bè mua hai bộ ạ.
hoặc là mua hai bộ về thay đổi luôn. Ok Ngô Gia Hân, ok Quỳnh Mít, ok Ngọc Trâm này. Rồi 179.000 cả okay, bộ em. Ok 450 63 cân mét 6 chị ơi, em sợ là hơi chặt nha. Rồi chị ơi, chị nào chưa theo dõi Tuyết thì nhanh theo dõi Tuyết thử màu trắng nốt nhá. Đây quá đẹp luôn. Ok sang mèo đỏ này, ok Kubi này. Rồi rất là đẹp bộ này, thể thao lắm luôn. Mặc ai cũng thích cái bộ này, biển biển nó trẻ lắm luôn ạ. Ok Lê Nhi, ok Linh Phạm này. Rồi B1 cho em nhá, thực sự bộ này bán bao nhiêu bộ cũng luôn á mọi người. Ok Hiệp Nguyễn, ok Lê Phương, ok Lê Nhi này. Trời 179.000 cuối tháng em xả kho thôi chị ơi. Ok Dung Mama chốt rồi này, ok Nhỏ Vân này. Các chị cứ lên mã B một kèm số thoại kèm màu là lên đơn thành công đó chị nha. Ok Thu Linh, ok Khánh Chi. Ok Bảo Ngọc này. Quần biết nào, bây giờ em sẽ mặc màu trắng. Ok Đại Phạm quần biết blacking em hết rồi, em mặc hết rồi nha. Ok Nguyễn Phong Anh này. Ok Nguyễn Trang này. Còn chị nào thích màu trắng đỏ thì thích màu nào đặt màu đấy cho em, có ứng màu nào đặt màu đấy cho em nha. Rồi B1 cho em kèm màu kèm hại cho em nha các chị nha. Chia sẻ livestream cho em, chị nào chưa theo dõi thì nhanh tay theo dõi cho em nha, màu trắng. Nhớ thích video livestream của em các chị nha. Để tăng tương tác máy tính chốt đơn cho dễ các chị nha. Ok Mỹ Mỹ này. B1 179.000, ok Mimi Lê, ok Linh Phạm này không phải tiếc đâu chị ơi, có 179.000 cả bộ thôi. Bình thường các chị mua cái áo khoác bên ngoài đấy là 200.000 rồi nhá các chị nha. Hôm nay bên em bán cả bộ chỉ có giá 179.000 một bộ thôi ạ. Rất là rẻ chị luôn. Ơi, bình thường các chị mua cái áo khoác rồi may như này đã 250-300. Nó là cả quần áo cái okay, chị mới đau này. 179.000 rồi ạ. Mà cái màu đen. Okay, đừng nói là cả bộ có 179.000 rất là rẻ các chị nha. Đừng tiếc, chị nào chưa theo dõi em thì nhanh theo dõi đi ạ. Chưa theo dõi thì nhanh theo dõi giúp em nha. Đây là màu trắng này, em sẽ mặc tất cả các màu các chị lựa chọn luôn. Và viền của nó là viền thêu của nhiều chợ, quá đẹp luôn. 179.000 cả bộ luôn. À, có 3 màu nha chị Nhi Lê, màu trắng, màu đen, màu đỏ này. Ok chị Nga Nguyễn, 4 bộ để số điện thoại này. Mét 54 53 cỡ mặc size L cho em nhá mọi người nhá. Mọi người chất đẹp này, mọi người thấy chất chưa? Mịn chỗ Umi này. Umi nó khác tất cả những vải khác vì mặc lên rất là mát, và nó đanh rất là mịn mà không bao giờ bị xù nhá. Rất là dày, rất là đẹp luôn mọi nha. Đây mọi người nhìn chưa? Đấy phải vải thun đâu, nhiều chị cứ bảo vải thun không phải. Lắm chị ở trong miền Nam không biết là mọi người hay mua hàng Sài Gòn có bảo vải thun thun ấy là không biết. Ok Mỹ Mũ này, ok Ngọc Nguyên, ok Nga Nguyễn này. U luôn nhá, Umi là trong những cái loại vải cao cấp mà rất là đắt luôn mọi nha. Đây. Ok Thị Thúy Lê này, ok Bảo Gia này. Không thấy đâu, không đọc tên đâu chị Đỗ Hà, mai em sẽ đọc lại là hết các chị ạ. Không phải đọc tên nhiều đâu ạ. Ok Giang Nguyễn, ok Bảo Gia nha. Mét 62 không ngắn đâu chị ơi, các chị chia sẻ cho shop em đi các chị ơi, để mai mình muốn xem lại cái bộ mình đặt ấy. Không ngắn đâu nha, nó có size L quần nó còn dài nữa. Ngay okay, cả mét 63 nhìn không ngắn nha. Ok Thu Hoài, Thu Nguyễn Thị này, ok quần trú đấy. Trừ mét 7 nha, mọi người nhìn chưa. Rồi em sẽ mặc lại đấy các chị ơi ạ. Ok Hằng Hin này, rất là đẹp luôn các chị ơi. Không đặt hôm nay mai hết cho em. Không đặt hôm nay thì hôm mai không còn, mình không gặp nữa đâu. Bên em sẽ không nhập hàng này nữa đâu các chị ơi. Màu trắng rất là đẹp, chị nào mà gầy gầy một chút thì mặc màu trắng cho em nhá. Đây mọi người quần bao gấu rất sang chảnh này. Chị nào mà gầy gầy một chút em nhưng mặc màu trắng cho em nè. 179.000 cả bộ luôn tình yêu nhá, rất là dày. 179.000 cả bộ luôn, cả áo quần luôn, rất là đẹp rồi nhá. 179.000 450 xả 179. Có 3 màu trắng, màu đỏ, màu đen. Chị nào lấy lại chân B1 kèm màu trắng, màu đỏ, màu đen kèm xuống lại cho em. Có phân bơ nặng 38 đến 60 cân một vừa. Đợt này nó về nó sai đủ sai luôn nhá. Không có lo thiếu sai, bây giờ mình sẽ mặc màu đỏ lần cuối này, em sẽ qua mã này. Ok chất Umi nha. Ok trắng thì Nhung Nguyễn. Ok đen thì Mỹ Tâm Lê. Ok 179k cả set cả áo quần luôn. Hàng Umi cao cấp. Ok Giang Nguyễn. Ok chị Phương Trang. Các chị để lại một dòng comment giúp Tuyết nha. Để lại trên một dòng comment giúp Tuyết nha mọi nhá. Ok chị Trang Mỹ đặt một lần cho em thôi ạ. Một bộ set nhưng Nguyễn lên số điện thoại. Ok hệ thống messenger tự ngơ các chị ơi. Chỉ cần để lại số điện thoại thôi nha. Nhanh tay lên. Không đọc tên rồi nha. Bên em có máy tính chất đơn. Bộ về đi. Nào chị ơi, không phải đọc tên nhưng mà nha, không phải đọc tên. Hôm nay cuối tháng có gì trả lời em mặc gốc màu đỏ chị này. Em sẽ qua cái mã chiên cho chị luôn đây. Ok Hà Quyết, 179.000 mẫu. Ok chị Nguyễn Anna, ok Nguyễn Trang, 1 phút đặt hàng nữa em tiếp cái mã này. Lấy bộ màu trắng màu đen, ok chị Trang đầu gấu, chị lấy 2 bộ về tiếp đảm bảo không hối hận đâu nha. Bộ đấy đâu? Bộ đấy đâu? Không hối hận đâu nha. Ok Thủy Tiên, bên em có lại không bao gấu đấy. Ok Thu Hà, ok Linh Mi này, các chị ơi comment một lần giùm em là bên lên thành công các chị nha. Ok Mỹ Tâm Lê. Rồi còn bao nhiêu cân các chị cũng mắc vừa hết các chị ơi. Các chị để lại mã B1 kèm số điện thoại kèm màu, bên sẽ gọi là tư vấn nha các chị nha. Ok ok Linh Dung, ok Nga Nguyễn, ok Nguyễn Lê Lê. Rất là đẹp đúng chị ơi. Em giới thiệu lần nữa em sẽ qua mã nha, không có nhiều. Em chi ân vậy thôi nhưng mà 179.000 đấy ạ. Nào, cái nào mã của em đang mặc em giới thiệu lần cuối và em sẽ qua mã này. Rồi mã của em mặc là mã Fendi cao cấp, bên em đang sale giá từ 450.000. Em xả xuống 179.000 quần bo gấu nha, quần bo gấu này đang sale từ giá 450k. Em xả xuống 179.000 cả bộ luôn mình chợ, 179.000 cả bộ luôn. Cả áo cả quần, các chị mua cái áo bình thường này đã là 250-300.000 rồi. Thế bây giờ em bán được cả bộ cả quần cả áo như này với giá là 179.000. Chị nào đặt hàng để lại cho em mã là mã B1 kèm màu đen, màu trắng và đỏ, màu đen này. Màu đen, màu trắng và đỏ cho em nha. Giá là 450 xả 179. Form cân nặng 38 đến 60 cân và chất liệu là chất liệu Umi từ đầu đến chân luôn, Umi từ đầu chân cao cấp nha. Đây.
Rồi mặc lên rất là tôn dáng các chị ạ. Em nghĩ là màu đỏ là cái màu mà các chị hay thích nhất ấy. Trẻ ok nhất Nguyễn ấy. Mỹ Thanh, ok Nguyễn Vân. Em nói thật các chị luôn ấy. Màu nào cũng đẹp các chị ạ, ok Thị Bóng này. Ok Phương Nguyễn này. Rồi ok Tiên Chân này, ok Mai rồi ok Trang Nhung Nguyễn này. Màu đỏ là hai màu rất là trẻ. Chị Nguyễn Trang lên số giúp em, Mai sẽ gọi lại tư vấn nào. Ok đào Nguyễn Hoài Linh. Nếu mà các chị muốn trẻ thì tất khuyên là mặc màu đỏ màu trắng giúp em nha. Mà màu đỏ màu trắng. Ok Liên Phan. Màu đen màu chất chất. Mà chị nào muốn chất ok An Nhiên, ok mà chất Nguyễn. Thôi nha. Còn non chất nhất kiểu mặc chất nhất thì mặc màu đen giúp em nhá. Ok Khẩu Nguyệt này, Nguyệt Khổng này. Rồi các chị chia sẻ cho shop em để mai muốn xem lại cái bộ đồ mình đặt hết có thể dễ dàng xem được, tìm được lại livestream shop em nha các chị nha. Ok Huyền Thu Nguyễn, ok Nguyễn Ngọc này, các chị nào có rồi không phải comment nhiều lần đâu ạ. Rồi ok Châu Ngọc nha. Ok Mai Chu lên số nào, ok Tiên Chân này, ok Thị Bóng này, ok Hiếu Thanh này. Rồi ok chị Kinh Thi phải lên số nha chị ơi. Phải rất lên là đẹp số luôn. Ok chị Nơ, ok Võ Huyền Trân. Chị không phải tiếc đâu, em biết là ở đây rất nhiều chị mới okay, đặt về Ngọc. Facebook và mua hàng trên mạng luôn. Nhưng mà cứ yên tâm đặt điểm tin với shop em nha. Vì shop em bán hàng rất uy tín okay, luôn. Ok hàng này. Rồi ok, okay này. Ngô này. Ok chị Lợi Bùi, các chị để lại số điện thoại cho em nhá. Đây là một đêm này. Sang lắm luôn ạ. Sang lắm luôn các chị ạ. Đấy, có 179 okay, nghìn này. Giá bèo lắm các chị ơi, có 179 nghìn okay, thôi ạ. Phương Vũ này. Các chị chia sẻ lại chim giúp em nhá. Ok Bùi Tuyết, ok Lợi Bùi này, ok Ngọc Hoan Nguyễn. Trời ơi, 179 nghìn bộ đẹp như này mà ra đường không ai bảo các chị mua bộ này với giá 179 nghìn đâu ạ. Rất là đẹp các chị yêu ạ. Đặt hàng lên mã số B1 kèm màu kèm số điện thoại dùng số em các chị yêu nha. Ok Hiền Nguyễn này, ship trong tỉnh bao nhiêu? Ship trong tỉnh tùy nỗi trở nhá. Ok Thảo Nhỏ này, ok Nhãn Hoàng Thị này. Rồi ok. Còn đốt đèn này qua mã đây. Ok Luyến Nguyễn này. Nào em cho các chị mặc mốt màu đen 1 phút nữa em sẽ qua mã không có lại về lại về thêm nha. Ok Thúy Tài, Thúy Tài các chị ơi, chị nào mới vào là nhanh chia sẻ và like cho shop em đi các chị ơi. Bộ LV đâu? Đeo ký đâu? Nào 1 phút nữa là em sẽ qua mã. Ok Thảo Nguyễn này, ok Huệ Lương, ok Ngọc Minh này. Thấy chị Ngọc Hoan Nguyễn hết rồi. Hôm nay cuối tháng này cũng mặc lâu các chị, để các chị mới vào chị xem để qua mã luôn rồi nha. Em sẽ mặc 1 phút nữa qua mã này. Rồi okay, mã của em mặc này, giới thiệu lần nữa này. Mã của em mặc là mã B1 có giá là 450 xả 179 nghìn. Có 3 màu trắng đỏ đen thì nào okay, thích màu nào Ngọc này cho em nha. 450 xả số 179, 3 màu trắng đỏ đen, tất cả là okay, quần Trung đen nha. Tất cả là quần đen áo khác màu nha người nha. Rồi em sẽ xả luôn 179 nghìn, 450 xả 179. Mã số đặt hàng là B1, 179 nghìn cả quần cả áo luôn. Ok Thúy Tài, Thúy Tài. Chỉ cần để lại cho em B1 kèm màu trắng màu đỏ màu đen. Em bên em có hệ thống máy đi chất đơn không đọc tên nha. Bây giờ em sẽ qua bộ khác này. Okay, bây giờ em sẽ qua bộ khác nha. Đặt hàng chỉ lại B1 cho em thôi. Còn mình thì xuất đơn nha, không phải đọc tên. Em sẽ qua bộ khác đây đấy chị nha. Ok, Gia Linh, ok Thanh Trà này. Để các chị ơi, bên em ship từ 25 đến 35 nghìn tùy số lượng các chị đấy các chị nha. Ok, Ngọc Ánh này. Ok, Nga Nguyễn rất là rẻ rồi. Ship như vậy là rất là rẻ rồi các chị ạ. Ok, Thương Thương này các chị mua 2 vải đi. À, mua 2 bộ về mặc đi. Xem chất vải đi ạ. Đã bảo chất Umi rồi, chị biết chất Umi là chất gì không mà cứ bảo dơ gần để xem chất. Chị buồn cười thế. Ok, không có lụa bóng đâu chị ơi. Làm sao mà lụa bóng nó đẹp được. Ok, Đặng Sao Mà, ok anh Nguyễn này. Ờ, lắm chị okay, chẳng biết Umi là gì, em cũng thấy buồn cười ghê. Thật sự là các chị không mua quần áo, chị không biết là quần áo là gì. Nhưng mà thật lắm chị còn không biết Umi là cái gì. Cứ hỏi, Umi là thun hả chị, Umi là cái gì chị. Ok Hoa Tuyết, ok Nguyễn Ngọc Huyền này. Không biết cái gì, bán đi, giới thiệu vải thì mua đi, còn không biết gì, còn đòi okay, cái dạy này. Ok Hạnh Nguyễn này, ok Thảo Nguyên này. Tạ lời luôn đấy, các chị em còn nói chất các chị có biết gì đâu, mọi nhá. Tốt nhất ông em bảo đẹp Linh thì các chị cũng nghĩ là các chị mua đi các nhá, em bảo đẹp okay, các chị cứ biết mua đi, còn chị nào mà thông thái biết Umi nó đắt thì mọi người mua okay, còn chị nào không biết gì thì các chị cứ mua đi thôi phải nhá, chứ còn hỏi các chị không biết là chất gì đâu nhá, cứ bảo ôi dơ gần xem chất, dơ gần làm sao mà xem được chất. Giờ em like gọi hai like hàng nỉ hay là da cá lên đây các chị không nhìn thấy chất gì đâu. Ok Đoàn Thương Thương, ok Huyền Nguyễn này, ok hàng Ngọc Lan. Hàng nỉ làm da cá thì nó cũng mịn như bình thường rồi các chị ơi, nên live stream thì nó vẫn vậy thôi, nó vẫn mịn như bình thường. Bây giờ qua mã nha, chứ còn các chị không biết chất gì đâu, các chị cứ buôn quần áo luôn các chị. Ok Đức gì? Đức trả Đức Trung lên số mua chị ơi, cứ mua thôi số, chị okay, ơi. Ok Thùy Trang, bây giờ cứ tin người bán là chất đẹp thì bảo là chất đẹp thôi chứ sao nữa. Ok Nguyễn Thị Nhiên này, bên em bán giá rẻ là quá rẻ rồi các chị ạ, không phải là ấy đắt đâu mà các chị bán. Mã chị mua lại cho em video livestream, em bán rất là nhiều rồi chứ không bán vớ bẩn. Hoa Bảo Trâm lên số nào, em bán lên bán rất là nhiều bộ rồi, em không bán vớ bẩn. Ok Lơ Nguyễn lên số giúp em các chị ơi. Em bán lên bán cho nhiều khách nhưng mà bán okay, một khách viên mà em không bán vớ bẩn là hết khách của em ngay. Các chị có thể để ý livestream shop em nhé, một tháng lên toàn trẻ bộ thôi các chị ạ. Nếu mà không đẹp thì không bán được đến bây giờ đâu các chị ơi. Mở bộ vào đây các chị nha. B2 này 100 bộ thôi, mã này 100 bộ thì 3 màu. B2 là LV. Ok Nguyễn Phương này, ok Nguyễn Thị Như Phương này. Mệt quá. Nào qua mã nha. Rồi mã này sẽ là mã tri ân có chị cuối tháng luôn này. Ok Nguyễn Thiện Thị Hoàn, ok Hiếu Hồ này. Mã này là mã 5 bộ bên số khác là đấy, 200k một set, đúng rồi đấy, 200k một set luôn á. Bên em bán có 179.000 thôi. Ok Thủy Tiên này 3 bộ, ok Thanh Bi. Đừng nghĩ là 30 nó khác nhau nha, nó không khác nhau đâu. Rồi mà chất liệu cũng chỉ bằng số em hoặc là không bằng thôi nha các chị nha. Ok Thái Phạm này, ok chị Kiếp Hà Lê, ok Võ Hoàng Trường này.
đánh nhé, cũng bán 200 nhưng ok, Đỗ Vĩnh Khang. Rồi cuối tháng em chi ơn các chị, không phải có suy nghĩ đâu các chị ơi. Ok, chuột con nha. Ok, Miss Singer Việt Nam này, thấy chị Khúc Xuân này, các chị chia sẻ hộ em nào. Ờ, nhưng không ok. Đúng rồi. Rồi chị ơi, mọi người ơi, chia sẻ là chim cho em nha. Đây bộ này nha, bộ này là em xem chị nè. Hôm nay em xem bộ này, cuối tháng chị ân mã tiếp theo này. Chị nào lấy hai bộ cho em đi, em xem bộ này rẻ nữa nha mọi nhá. Em xem bộ này rẻ nữa này. Đây bộ này rất là đẹp này các chị này. Trời ơi đẹp quá. Mà 179.000 thôi này. Đẹp chưa? Đẹp quá chị ơi, bộ này gần giống như cái con nó gọi là LV nhá, mọi người thấy LV này. Đây là LV nha mọi nhá, B2 cho em này. Đen có 30 bộ, đỏ 30 bộ, trắng 30 bộ, 100 bộ thôi nhá. Không lấy thêm nữa phải chị ăn đâu. Có 100 bộ thôi nhá, 179k. Có size này, có chị nhìn hộ em này, không phải phần đi size đâu này. Đây mọi người ơi, đây này. Đây mình nhá, hàng này. Có mác này. Có tem, có mác, có size nhá. Ok chưa? Bộ này rất là đắt này. Rồi B2 cho em. Rồi, khóa vàng cao cấp của chị yêu nha, có size này các chị ơi, không phải hàng phần đi size đâu nha. Có size nha. Các chị ơi, B2 bên em cũng sale luôn 179 bộ LV các chị nha. Đẹp chưa? B2 đẹp không các chị? B2 này 179.000 thôi mọi người. Đây là viền thêu nha, không phải viền ấy đâu. Mọi người bình thường là viền kim cái gì kim sa, viền để viền dán ấy, nhưng mà đây là viền thêu, đợt này đắt hơn viền thêu, đẹp chưa? Nào B2 cho em 179.000, trời ơi, đẹp xuất sắc luôn. B2 nha, mọi nhà có 3 màu đen trắng đỏ luôn. B2 sale 179 mỗi màu 30 bộ thôi. 179 mỗi màu 30 bộ là tuyệt không có bán nha. Hôm nay nhập 100 bộ thôi. Đẹp chưa? B2 này, 179.000 mỗi màu 30 bộ này. Mấy chị ơi, B2 này, B2 cho em đi. Ok, Phương Anh Nguyễn này, 179.000 thôi, đẹp. Trời ơi, cái đây là viền thêu. Lần trước là viền kim viền dán không đẹp đâu. Lần này về hàng có cốc viền thêu này. Ok, là bộ B2 giúp em kèm màu kèm số điện thoại nào các chị ơi. B2 mỗi màu kèm. Đúng 3 bộ thôi. Ok, Võ Huyền Trân. Màu đỏ, màu trắng, màu ok, đen. Đào Nguyễn Thái Linh, chị nào hợp đơn với B2 để mua hai bộ về thay đổi nào. Hợp đơn thì các chị ơi, không nhất thiết mua một bộ hai bộ, cứ nói chung là mua hai bộ về mặc một nhìn chợ quá đẹp luôn. Cũng đẹp luôn. Trời ơi, đẹp lắm chị ạ. Có 179.000 cả bộ thôi. B2 cho em. Ok, bé hàng kèm màu giùm em các chị ơi, phải kèm màu nào. Ok, Trần Thị Trương này. Đẹp rồi, sắc. Chốt chị Phương Anh Nguyễn rồi nha. Quay hoài thì chờ bộ LV này, hàng của nó hàng theo hẳn hoi các chị ạ. Không phải hàng dán đâu các chị nhá, hàng theo trực tiếp vào bộ luôn. Ok, Thu Trang Ly đẹp lắm luôn. B2 Mai Chu chị lên số giùm em nào. Đẹp ok, Lã Hồng Chiên. Ơi, 179 okay, B2 cho em màu đen rồi. Ok. Ok, Quý Lợi cảm ơn chị nha. Rồi ok, màu Phan. Các chị chọn màu cho em đi, các chị thích màu gì các chị chọn màu đấy. Đây là theo này, theo cả bên dưới cả bên trên luôn. Trời ơi, đẹp lắm các chị. LV sang chưa? B2 kèm màu kèm số điện thoại sang. Em mặc em cũng nghĩ là nó sang như này đâu. 179.000 nha. Ok, Nguyễn Thiện Nhân này, ok Trang Anh, ok Hà Phan. Trời, có 179.000 bộ LV thôi các chị ơi, hàng theo trực tiếp, có size số không phải có resize đâu. Ok, nào, Lê Giang phải lên số nào. Rồi ok, Võ Hằng nào. Rồi 64 có vừa mà chị, mét 64 vực ok luôn. Đàn Thu Hiền lên mã số B2 kèm số điện thoại kèm màu là được các chị. Ok, Trần Trần đấy. Ok, Bé là Trần. Đây, ok, Hằng Bi Trần lên số nào. Ok, Nhung Lê, ok Hương Trầm dồn đơn. Chị nào lấy VIP 1 thì mua hai em về mặc thay đổi đi. Mặc trời mùa đông này sợ không sợ lạnh nữa nha. Ra đường có cái bộ này là sang rồi. Ok, Trần Trần. 179.000 B2 nha mọi nhá. Ok, Thanh Hà này. Ok, Phương Nhi này. Bộ này có túi mà chị, em mang sỏ vào túi đây. Mọi người không nhìn thấy em sỏ túi ở đây nhưng B2. Ok, Hồng Quỳnh Trần này. Em sẽ mặc từng màu. Nào em sẽ mặc màu đỏ này, okay, B2 kèm màu cái mạng cho em 179.000 thôi. Ok, Lệ Thị Khánh Vân 179.000 thôi, mã bộ em chưa bán bao giờ đâu, hôm nay mới về đấy, mỗi màu 30 bộ thôi. Ok, Đỗ Hà. Có khả năng hết đen này, bây giờ qua đỏ này. Bộ đen đây 179.000 có đủ size đấy chị. Ok, B2 sẽ dồn đơn, ok Huỳnh Ngọc Như này, ok Vui Nguyễn này, ok Anh Vân, ok Thị Bống này. Ok, Thảo Bông, ok Thu Nguyễn Thị này. 179.000 một bộ các chị nhá. Bình thường em chỉ bán bộ bộ nhung ấy với 179.000 thôi, chứ bộ Umi mà đắt lắm, nhưng mà hôm nay em chia các chị cuối tháng là 179.000 bộ cao cấp. Cao cấp luôn các chị nhá, hàng theo trực tiếp đấy ạ. Ok, Canh Hà Thanh này. Rồi màu đỏ đấy các chị ơi. Ok, Thị Bống nha. Ok, chị Đoàn Thu Hiền. Chờ toàn lấy đen lấy qua màu đỏ rồi em lại sẽ mặc màu đỏ đây. Màu nào cũng đẹp mà các chị. Cho em hỏi áo, cho áo chị muốn bóp lại tùy chị nhá. Áo nào chả bóp được cả chị, nhưng mà bộ này người ta thiết kế vậy là đẹp rồi mà. Ok, Giang Ngô Lâm. Rồi các chị, ok Hoàng Anh. Rồi ok, B2 màu đỏ Nhung Đặng, ok. Ok, Thu Hấp màu đỏ, em sẽ qua màu đỏ này. Chị nào không lấy màu đỏ là tiếc lắm luôn nè. Đây mọi người ơi. Màu đỏ đẹp lắm luôn các chị ơi. Đây là đỏ nhá, tình yêu nha, đây là đỏ này. Đây là đỏ nha mọi nhá. Đây. Rồi đây là đỏ nhá, tình yêu nha, đây là B2 đỏ này. Rồi chị lấy đỏ các mình đỏ cho em. Đẹp. Rồi B2 đỏ này khóa đồng lung linh luôn các chị ơi. B2 đỏ này. Đây mọi người ơi, đẹp chưa? Ok, Linh Dung Nguyễn này. Rồi ok, Tuyết An này. Rồi chất Umi cao cấp của chị nha, màu đỏ giùm em đi nào các chị ơi. Ok, nện nện này. Ok chị ạ, màu đỏ giùm em đi các chị ơi. Đây màu trắng. Mỗi màu 30 bộ thôi, chị nào không lấy đỏ lấy hết nữa này. Nào lấy đỏ trắng đi, hết đen rồi đấy các chị ạ, không lấy thêm đâu. Nào B3 đỏ cho em. B2 đỏ hộ em nha. B2 đỏ. Đủ size các chị ơi, 65 cân vẫn vừa size mọi này. Chất đây. Trắng chân đây, đu ngoài lên số. Nha. Ok, Trương Mai Bảo. 65 vừa vẫn vừa nhá. Ok, Đỗ Hà đỏ.
Ờ, các chị ấy 65kg vẫn vừa. Ok được. Em thấy nhìn chưa mỹ huệ. Ok, bộ đỏ chị Nguyễn Bảy 179k cả quần luôn. Còn mình hứa chị mua được các chị Huỳnh Như Ngọc. Mua cái áo này okay, đã 200.000 rồi. 250 300.000 rồi. Mua cả bộ này có 179 chất yêu mi có okay, cấp Thủy Trần. Với hai đỏ đinh thắm lên số đó chị ơi. Màu đỏ rất là đẹp. Chị nào người gầy lấy đỏ giùm em. 179.000 nha mọi nha. Em sẽ mặc từng màu, em sẽ qua lại một màu lần nữa xem sẽ qua mã nha. 179.000 thôi mọi nha, rất là rẻ luôn. Ok Mai ăn nghe này. Mẫu đang mặc xe, mẫu đang mặc xe mờ các chị yêu nha. Ok Trần Hoa này, ok Đặng Minh để trắng này, ok Hiền Jelly đỏ này. Ok Sương Mai Nguyễn này, chị nào đậm người thì lấy màu đen, còn chị nào vừa vừa người thì lấy màu đỏ, màu trắng mặc cho đẹp cho các chị nha. Ok Hường Nguyễn lên số nào. Rồi các chị yêu ơi, nhà em like nào gửi vậy chị yên tâm đi. Xem nhà em like cả tháng này toàn bộ không à? Ok Thủy Phạm đỏ đen này. Rồi ok thấy chị Kim Juni này, ok Ngọc Lanh, ok Ngọc Hoàn Nguyễn này, ok Giang Lâm Cao này, ok Linh TV này, màu đỏ rất là đẹp các chị ạ. Ok. Và Dương Huỳnh biết mấy chị nhà em nhà này đơn nhau cá mai sang chị chơi đi. Gì mà sang chợ chị sang okay, đây chơi. Ok Nguyễn Thị Kim Phụng này. Mai em rảnh chị Huyền sang đây chơi. Gì ok Lương My. Ok Nguyễn Bảy này nhá. Mai sang đây chơi. Mai cuối tháng nghỉ. Ok Quý đây. Lợi nhỉ. Lai nốt đây à. Cuối tháng có nghỉ đây. Xả kho đây. Ok Hoa Tiết này. Ok Hương Nguyễn này. Ok Khôi Nguyễn xem mới hết đấy. Size to nhất 65kg vừa nha. Xét mũ bên em còn đấy, lát bên like nha. Đây là màu trắng nha, trắng đẹp mà mấy chị ơi. Đây nha mọi nha. Nguyệt Nguyệt đỏ ok, vui giáp đỏ ok. Nào em giới thiệu lần nữa đây, em qua mã nha. Nào mọi người ơi, trắng đỏ đen giúp em nha. Rồi trắng đỏ đen cho em 179.000 khi chia sẻ với chim nhé mọi nha. Tất cả viền theo này. Ok Hoàng Hà đỏ này, chị nào lấy trắng không ạ? Thấy chị Châu Ngọc này, ok Ngọc Ruby này. Cũng nghỉ cuối tháng. Thật sự nghỉ thấy nghỉ suốt ngày, cái like được ngày nghỉ suốt ngày. Nghỉ suốt thì ok Đàn Hà Xuân. Nghỉ suốt cơ. Like một ngày nghỉ một ngày lại còn nghỉ cuối tháng cái gì trời. Like ngày nghỉ ngày nghỉ được gì nữa. Ok Hoa Trần này, ok Liễu Nguyễn này. Nghỉ suốt ngày không có tiền siêu đâu. Ok Thu okay. Hút này. Hết chị Chín rồi chị ơi. Ok, rồi, okay nhà lấy sỉ chị gọi điện mà bên em cuối tháng không có lấy sỉ đâu, mọi người hết okay, hàng Trần rồi. Hoài đây Thương. Là màu trắng này. Đây là trắng màu trắng như sang mà các chị ơi, sao lại không thích màu trắng nhở? Có mỗi 20 bộ màu trắng thôi này. 20 bộ màu trắng. Ok Minh Ngọc đen. Chị Đỗ Y Nguyên lên số giúp em nào. Thôi, ok Hiền Nguyễn. Màu đen này các chị ngắm lần nữa, các chị đặt hàng mai em gọi xem có phải thêm không. Không biết là có phải thêm. Về thêm được không? Các chị thích màu đen thì em sẽ mặc lại màu đen 1 phút 2 phút em sẽ qua mã nha. Em đứng lâu em mỏi chân lắm rồi. Nào em mặc 1 phút màu đen các chị đều ngắm phút lần cuối và em sẽ qua mã nha. Em không biết là có phải thêm màu đen không. Mai về thêm đen không? Ok Trần Hoài Thương đen, ok Mai Mai đen. Rồi thêm bộ trắng Phương Anh Nguyễn ok. Ok Quý Lợi trắng, trắng đẹp. Trắng đẹp mà. Lấy hai bộ mình mặc trắng đen đi mọi người ơi. Bộ này sang nhỉ, nhìn không sang mà sang không tưởng luôn. Em cứ nghĩ là nó không sang, em mặc lên nó biết nó sang. Ok Lặng Yên nhá. Không biết là có hàng thêm về cho các chị không. Đây mọi người ok ơi, Loan Trinh Gia Nguyễn đỏ này, ok Mỹ Nương đỏ này. 179.000 một bộ thôi ạ, rẻ lắm luôn. Ok Đỗ Vân này, Nguyễn Thị Như Phương lên số nào. Đây, chị bầu trắng Nguyễn Kiệt lên số giúp em nào. Ok Đỗ Hà trắng này. Em cứ mặc thêm rồi nhá. Em có em gọi được hàng về. Ok Phan Anh này. Hôm nay em lấy có 100 bộ à. Ok La Vi này. Ok Nguyễn Kiệt, các chị ơi màu trắng, màu đen, màu đỏ các chị nha, 179.000 cả bộ luôn ạ, chất Umi cao cấp. Ok Bùi Hoa này. Nào em sẽ giả tiếp đến những cái hàng vừa. Ok Phương Tài trắng ạ. Em sẽ giả tiếp đến hàng móc màu trắng đi. Nào. Ok 179 ok Thúy Lê màu đen 58 cân vừa mà chị ơi, đây là màu trắng đẹp mà, màu trắng trẻ mà. Em bán chạy màu trắng mà, em bán nhập màu nhiều màu trắng nhất chứ. Đây màu trắng nó trẻ mà, đâu phải anh mặc màu đen đâu, màu đen thì em mặc nó già nhưng mà em mặc màu đen thôi. Màu đỏ màu trắng nha mọi nha. B2 cho em kèm màu đỏ màu trắng màu đen cho em chất Umi cao cấp luôn 3 màu. Để lại cho em bây giờ em xả tiếp này. Có bộ nào xả hết. Là bây giờ em sẽ xả lộn xộn mỗi bộ ít nha. Nào chị nào lấy này lấy giới thiệu lần cuối cho qua mã này. Ờ em 42 cân nha, em giới thiệu lần cuối này. Bộ của em mặc trên người là bộ B2 cao cấp luôn, giá là 450.000, em xả xuống 100 hả? Giá là 450k em xả xuống cái bộ đấy để xả xong sau đi. Một giá nó là 450.000 em xả xuống 179.000. Chị nào lấy này lại cho em mã là mã B2 cho em kèm màu đen, màu đỏ, màu trắng cho em. Bộ này là bộ eo gì nhá? Bộ eo gì cho em đấy ạ? Đấy rất là sang chuẩn luôn, có bao gấu này. Bộ này là bộ eo gì nha. Bộ đầu tiên là bộ Fendi có 3 màu, màu trắng, màu đỏ, màu đen luôn. Giá sale là 179.000 nhá. Màu trắng, màu đỏ, màu đen. Giá sale 179k. Chị nào lấy lại cho em mã là mã B1 kèm màu trắng, màu đỏ, màu đen. Bây giờ em xin phép qua mã nha. Ok Thành đặt kèm màu cho em, ok Thảo màu trắng, ok màu ánh vân. Ok em nhìn thấy chị Nguyễn Thiện Hoàng này. Ok Nhật Phương Nam lên đen số điện thoại đi ạ.
mét 5568 cân vừa mà. Ok, thu hấp đỏ. Ok, màu đen người thứ ba. Ok, Nguyễn Việt lên số điện thoại cho em. Phải có số điện thoại nha mọi người nha. Phải có số điện thoại mới làm chốt đơn được. Máy tính chốt đơn nha. Rồi ok. Đẹp tuyệt vời luôn. Ê ơi, chưa đến 200.000 cả bộ đẹp như này nha. Chưa đến 200.000 cả bộ theo đẹp như này. Thế mà hôm nay các chị mà không lấy cái bộ này tuyết hứa là không có chỗ nào bán rẻ hơn của em nha. Đẹp tuyết bán rẻ nhất rồi nha mọi người nha. Đây, rất là đẹp luôn. Sang kinh khủng luôn, bộ này nhìn vậy mà sang dã man luôn. Mặc một trắng lại. Đẹp quá. 179.000 LV. Ok, Thuy Linh Hồ, ok, Liên Phương Đỏ. Đặt 1 phút em qua mã này, không chốt được đâu. Nào qua mã nha, bộ 3D đây. Có sai mà chị ơi, em mà có sai đấy, không có sai quần này nó trùng lắm. Nó có sai đấy, sai khác, quần trùng lắm. Rồi bây giờ em qua mã nha mọi người nha. Ok, Liên Nguyễn Đỏ, ok, Đỏ Thuy Lan thôi. Một đen, một trắng, ok, chị Heo Pin. Ok, bây giờ qua mã nha, tình yêu ơi, đặt nốt em qua mã đây. Ok, chị Bé Hằng, ok, chị Hưng Lê, ok, chị Anh Vân. Rồi ok, qua mã nha, mấy tình yêu. Qua một bộ siêu phẩm này. Tôi sẽ qua hôm nay xả lên để sai để số các chị nha. Đây. Nào qua mã mọi người ơi, chia sẻ với chị em nhé. Qua mã nha mọi người, chia sẻ với chị em nha. Bộ này còn mấy bộ nữa mà các chị? Không qua còn sót kho này. Buồn quá, bộ này còn mấy bộ nữa cơ mà. Xả cho chị ăn rất là rẻ luôn bộ này nhá. Lên bộ B3, xong em sẽ lên hàng 3D. Xong lại ăn gì đắt, thể thao rất là nhiều bộ luôn các chị nha. Các chị chia sẻ này, hôm nay cuối tháng em bán nốt bộ, em sẽ nghỉ bộ nha. Puma có đỏ nữa. Nào lên bộ B3 cho em nha, chị nào chưa theo dõi em, chưa like video live stream cho em xin muốn like các chị ơi. Nào mọi người cho em xem lên bộ sau quần là bộ quần bao xương gấu nhá. Đẹp quá, mỗi màu em còn 5 bộ nữa hết nha, hôm qua cho hết cho chị danh ngầu bữa này, mà mỗi màu 5 bộ nhá. Ok, Hình Dư đỏ này. Nào B3 okay, là chúng màu đẹp chưa? Này B Hoàng 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 Hảo. Đỏ 40 cân tiền phú phải lên số nào, Châu Ngọc ok. Rồi em sẽ qua một cái mã mà nó còn 10 bộ mỗi màu thôi. Sẽ em đang mặc size S hoặc là size M với chị nha. Ok, Trà Văn Duy này. Bộ có mũ bên em có đấy. Lát em lên nha. Lên mũ luôn đấy các chị ơi. Thế lên mũ lên bộ này, hôm nay tổng giá kho bộ nào cũng có luôn các chị ạ. Mỗi bộ chỉ còn ít thôi. Ok, Ca Huy này. Ồ đúng rồi, chất đẹp lắm luôn chị Ngọc Lan. Cảm ơn chị Ngọc Lan nha. Lát em sẽ check tin nhắn nha. Bên em nhiều toàn là nhiều tin nhắn lắm, em ít check lắm các chị ạ. Các chị ơi gọi điện trực tiếp cho nhanh các chị nha. Bộ này dáng thể thao rồi. Dáng thể thao lắm luôn này. Bộ này bộ B3. Bộ B3 hộ em nha. Trời ơi cái bộ này áo bomber đẹp lắm luôn á. Quần bo không bo gấu đâu. Ok, Thắng Văn Lương. Đây là bộ dáng động thể thao ấy. Mọi người nha, thể thao nó không phải là bo gấu. Kiểu kia là kiểu thể bo thao gấu. Thoải mái rộng rãi. Cái này là rộng rãi, 65 cân mẫu vẫn là vừa nha, vì có là từ mấy size cơ. 45 đến 60 cân. 40 65 cân. B3 cho em mỗi màu còn 5 bộ đây. Đây là sao là tiền đắt gì luôn. 179.000 kim sa rất là sang luôn các chị ạ. Em chưa bao giờ xem một cái bộ kim sa nào rẻ vậy đâu. 179.000 chất Umi lắm luôn. 179.000 nha, quần ống thoải mái này, rộng rãi thoải mái. Chị nào mà thích mặc rộng rãi thoải mái mà bộ này cho em nha. Nào em. Em mặc là size M đây này, nó hơi rộng này các chị nha. Em chưa tìm thấy size S, em mặc size L, em mặc size M nhé. Đây. Nào 179.000 B3, mỗi màu đen 5 bộ, trắng 5 bộ là hết này các chị ơi. Nhanh hàng cho em nhé. Đây. Nào đen trắng mỗi màu 5 bộ B3 cho em 179.000 đấy chứ. Hôm nay B3 này chỉ có đẹp chưa thôi. Kim sa là một người chuẩn hàng luôn đấy, một người dáng đẹp lắm luôn. Nặng lắm luôn. Mỗi mạ màu 5 bộ cho em 179.000 thôi. Đúng là mỗi màu 5 bộ thôi. Em có màu vàng nữa các chị ơi. Màu vàng nó sau là Adidas này, rất là xịn luôn. Kim sa nhá. Thấy chưa? Thấy chưa? Chịu năng nó vừa thôi chứ mẹ. Bảy việc mà làm. Nào B3 cho em đi mình nhá. Đã dính vào cái thằng đàn bà là cái động của nó. Rồi B3 cho em rồi nhá. B3 kèm màu trắng, màu đen, màu vàng cho em. Ok chị Hoàng Trang Nguyễn, ok B3 cho em rồi nhá. Em chỉ có mỗi 5 màu trắng, 5 màu đen nữa thôi nhá. 5 màu trắng, 5 màu đen nữa tình yêu nha. 5 màu trắng, 5 màu đen cho 3, 5 chị 10 chị thôi. Ok chị Khánh Hân B3. Rồi 44 cân mặc em là 42 cân nha các chị nhá. Đây đi. Vừa phải thôi chứ. Ở cái thằng xóm đàn bạn. Nào B3 các chị ơi, có màu vàng sau là quần vàng luôn nha. Nào okay, B3 cho em nha, mỗi một bộ. Ok, tuyết dược bộ B3 này đẹp lắm luôn các chị ạ. Nhìn rất là thoải mái luôn. Ok, Tuyết An này. Chắc là Umi cao cấp nha. Ok, Thơm Hà này, ok, Thảo Trang này. Ok, Bài Út này. Có màu vàng đó, chị nào lấy màu vàng, comment màu vàng nha. Nào B3 kèm màu trắng, màu đen, màu đỏ cho em nha. Màu trắng, màu đen, màu đỏ cho em. Đẹp lắm luôn. À, màu trắng, màu đen, màu vàng cho em, không màu đỏ. Đây, một người đằng sau okay, đằng tiên này. Màu vàng riêng, màu vàng là quần vàng, mình em có ít thôi. Đây một người okay, cho em một kỳ luôn. Pha này. Đây một người nha. Rồi ok nha.
Rồi mọi người chất đẹp cực kỳ luôn mọi nha, chất đẹp thì không phải nói rồi, chất quá đẹp rồi, mọi người yên tâm cho em, bộ này quá đẹp 179.000. May mắn thật là hàng Sài Gòn hay hàng gì á mọi người ơi, hàng hàng cốt tông hay hàng da cá họ bán cho chị 200.000 rồi. Chứ đừng nói hàng Umi mà Tuyết bán rẻ. Ok hàng trương này, ok hoa tuyết. Mà chị mua cái hàng mà mọi người hàng cốt tông mà hàng Sài Gòn may là hàng cái hàng mà cái bộ cộc tay đó là 200.000 rồi, chứ đừng nói là thể thao 179 mà sao đông khách. Tại vì khách cũng biết là rẻ mà khách mới mua thôi mọi nha. Ok Đỗ Thị Yêu Nguyên vàng này. Trời ơi, viền nó sang lắm luôn các chị ạ. Nào B3 kèm màu trắng màu đỏ màu đen. Ok Đặng Minh này, ok Nguyên Đoàn này. Rồi, đằng sau là kim sa các chị nha. Đằng sau là kim sa rất là sang luôn. Chị nào một gầy gầy màu trắng giúp em có nhé. Có thể có chữ M, có chữ FF có hết nhá. M, nói chung là nhiều hình kim sa lắm, lúc thì FF, lúc thì M, nhiều kiểu lắm nhá. 179.000 cả mẫu các chị ạ. Ok em Nguyễn màu vàng. Ok Đỗ Thị Nguyên có vàng rồi nha. Ok Biển Lặng đen, ok em. Rồi các chị B3 hộ em nha. Rất là sang các chị ạ, bỏ bo suông đấy. Chị nào thích ống suông thì lấy mã okay, này. Ok em Nguyễn vàng. Hôm nay em nhận được hàng rồi nhé, chất đẹp, cảm ơn chị Hương Sú này. Okay, chị thấy khách này của khách chưa, yên tâm cho em nha. Ok, okay Nam Công Tử vàng, màu vàng rất là sang đấy, không phải màu vàng quê đâu. Ok Liên Phương nha, bộ trắng quần đen đấy chị ơi. Ok Hoa Nguyễn này, qua mã nha. Gia Bảo lên số ạ, trắng đen. Ok Phạm Nguyệt này, bộ này nhìn rất là thể thao chị ơi. Chó điên, ném vào cửa bố này. Cái thằng mặt lên này, mệt quá mà. Ok Hoa Nguyễn này, ok Thúy La Đỗ này. Ok Xíu Hồ này, ok bố đẹp trai, ok Nguyễn Huyền này. Rồi rồi, màu nào cũng đẹp các chị ạ. B3 hôm nay không mua mai sẽ không còn đâu. Màu trắng này các chị ơi. Em chưa bán bộ nào bộ kim sa đằng sau mà giá rẻ vậy đâu ạ. Ok Đỗ Hà trắng nhá. Ok Xíu Hồ. Ông đá bên em hết rồi chị ơi. Ông đá bên em hai ngàn đó hết cái đấy. Đây em qua mã nhá, thì đây là màu trắng này. Bây giờ em qua mã nha. 179.000 nha. Ok Huỳnh Nguyễn vàng, ok Hiền con Miu Miu màu vàng này. Đi bù ấy chị, ngày nào em thấy chị vào đặt đấy chị ạ. Không biết là chị đã nhận được mấy đơn em rồi. Đây ong em hết rồi chị ơi, ong không về nữa. Ong không có về nữa đâu chị ơi, hết rồi. Bộ 3D còn em thứ. Bộ này còn 10 bộ nhá, cũng hết hàng rồi này. Hết còn 10 bộ thôi. 10 bộ duy nhất nhá, không mang đỏ kia không quỳnh này ai đây. Vàng Acidat ok, Hiền Hoàng Gia này. B3 gộp đơn Đỗ Vân ok. Em sẽ qua một bộ hoa 3D nha, còn đúng 10 bộ thôi. À trắng quần đen đấy chị ơi. Chất Umi cao cấp. Ok Tạ Ngọc Huyền vàng này. Màu vàng này rất là đẹp các chị ạ. Màu vàng Adidas đằng sau nha. Ok Thoa Lâm lấy trắng nha. Quần em mặc hết rồi. Chị bánh mì ơi, chị có thể inbox lại cho em xa đơn nha. Chị ơi Đỗ Hà ơi, bên em like 2.